quan hàng không Liên bang Nga Rosaviasia đã thông báo cho biết núi lửa Bezimani nằm ở khu vực phía đông bán đảo Kamchatka vừa phun cho bụi cao 12.000 mét. Theo Rosaviasia, rủi ro đối với hoạt động hàng không từ vụ phun trào này được xếp vào mức đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo hoạt động núi lửa tiềm ẩn nguy cơ đe dọa các chuyến bay nội địa và quốc tế, khuyến cáo các hãng sử dụng đường bay khác, tránh bay qua bán đảo Kamchatka.